Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với cảnh quay quen thuộc mình thực hiện tại Nhật Bản. Và trước mắt cô chú, anh chị các bạn là một cái trung tâm thương mại bán đồ đã qua sử dụng. Anh chị đã biết thì ở Nhật Bản thì đồ đã qua sử dụng ngập tràn và rất phong phú và đa dạng. Thì trước mắt cô chú, anh chị các bạn, đây là một chiếc máy lạnh ngoài trời, anh chị em nhé. Chiếc máy lạnh này ngoài trời thì rất phù hợp cho anh chị em tại Việt Nam ở những vùng nóng nực oi bức, và đặc biệt anh chị em nào làm việc ở ngoài trời như là bán hàng, ngồi ở các quầy bar vỉa hè thì anh chị em có thể sử dụng cái này rất là tốt. Nó có tính năng là sử dụng được ngoài trời. Đây là hơi lạnh nó sẽ ra cái cửa này anh chị em nhé. Đấy, chiều cao của chiếc này thì nó khoảng hơn 60cm chút, chiều ngang của nó thì khoảng 25cm. Cái vết này là vết bẩn thôi nhé anh chị em nhé, lau phát là sạch. Cái máy thì rất mới luôn, gần như là đập hộp, rất là mới anh chị em nhé. Đấy, anh chị em quan sát này, cái này là điều khiển từ xa này. Đấy, máy lạnh ngoài trời có thể sử dụng được cả trong nhà nhé, cả ngoài trời được. Và ở Nhật Bản thì mình đây đa số là người ta sử dụng ngoài trời. Đấy, anh chị em thấy là con này điện 100V nhé, công suất tiêu thụ là 400W, 440W. Công suất rất là lớn, rất là mạnh luôn. Điện thì 100V, đặc biệt con này sản xuất năm 2022 chị em nhé. Sản xuất năm 2022 rất là mới và đẹp luôn. Bao mát, bao lạnh cho cô chú anh chị các bạn, nhất là những ngày hè nóng bức tại Việt Nam. Thì đây là một chiếc máy điều hòa di động ngoài trời, anh chị em có thể xách đi. Đặc biệt anh chị em nào mà sử dụng ở trong phòng thì anh chị em kết nối cái đường ống này nhé. Anh chị em kết nối cái đường ống này để đẩy ra bên ngoài như là cửa sổ, hành lang. Còn anh chị em sử dụng ngoài trời thì không cần. Đây là một chiếc máy rất là hữu dụng để cô chú như bạn sử dụng ở những vùng nóng bức. Chiếc máy này về tay là 7 triệu nhá, 7 triệu bao ship trên toàn quốc. Các bác nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. 7 triệu là giá đi bay, bao ship trên toàn quốc, khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Và cái tiệm này thì anh chị em thấy là rất là nhiều đồ mới và rất là nhiều đồ đẹp nhé. Đồ đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp. Kế tiếp và liên tục trước mắt cô chú anh chị các bạn, đây là một chiếc bếp từ. Chiếc này thì cũng đã qua sử dụng nhưng mà trong tình trạng rất mới. Anh chị em có thể quan sát nên là giấy tờ nó này, kèm theo này. Giấy tờ kèm theo. Giấy tờ hướng dẫn sử dụng anh chị em nhé. Kèm theo đầy đủ luôn, rất mới luôn. Đẹp trên 90%, 95%. Những cái thiết bị điện tại Nhật thì anh chị em lưu ý là nó điện nó xài điện 100V nhé. Đặc biệt các thiết bị điện của Nhật thì dùng nó rất là an toàn và tiết kiệm điện. Cái chân đế thì của nó thì có thể tháo rời ra được anh chị em nhé, có thể tháo rời để anh em sử dụng như một chiếc bếp hơi nổi một chút. Còn bình thường anh em thích kê cao thì anh em lắp cái đế này vào. Anh chị em quan sát một chiếc bếp rất là mới và trong tình trạng đẹp xuất sắc. Cái này thì cũng được sản xuất năm 2021, điện 100V, công suất tiêu thụ là 1.400W, điện 100V anh chị em nhé. Đặc biệt là cái nhiệt độ của nó với lại cái cơ chế hoạt động của nó thì rất là êm và tiết kiệm điện, và đặc biệt nó rất là an toàn, và đặc biệt nữa là nó rất là bền bỉ với thời gian. Chiếc bếp này về tay là 6 triệu nhé, 6 triệu bao ship trên toàn quốc. Bác nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Bếp này của nó thì bếp đôi, rất là dễ sử dụng. Tất cả các chữ thì bằng tiếng Nhật hết ạ. 6 triệu là giá về tay, bao ship trên toàn quốc. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì cô chú anh chị có thể thấy là một chiếc máy robot hút bụi. Đây là con robot hút bụi thông minh, tự động. Đây là hiệu của nó nhé, còn nguyên hộp xốp. Và đặc biệt con này là con chưa qua sử dụng chị em nhé. Chưa qua sử dụng. Các bác có thể thấy là mình đã khui sẵn là để cô chú chị các bạn đỡ mất thời gian. Đấy, một con robot hút bụi size lớn và chưa qua sử dụng, chưa chạm đất. Và đặc biệt là con này có thể xài được điện 220V đấy chị em nhé. Đấy, con khui hộp, chưa bóc siêu luôn. Còn đầy đủ các thứ. Sáng, sạch, đẹp. Con robot hút bụi tự động, con này thì anh chị em chỉ cần nhấn một nút thôi, sau đó thì nó chạy quanh khắp nhà. Đây là cái siêu này.
chèn này, kèm chưa qua sử dụng. Nó chạy khắp nhà hút tất cả các loại bụi mịn, sau đó thì hết pin thì nó chạy về trung tâm để nó sạc. Con này thì nó có tính năng lau anh chị em nhé, có cả lau nữa. Cái đế lau là thì anh chị em không cần lau thì anh chị em tháo ra. Còn bình thường mà anh chị em muốn lau thì anh chị em nhấn nó vào cái khớp ăn cái khớp ở phía dưới này là xong. Còn bình thường anh chị em hút bụi thì anh chị em tháo ra hút sạch nhà cửa, sau đó thì bật chế độ lau, lắp chế độ lau vào nữa thì nhà bao giờ cũng sạch sẽ. Đây là cái trung tâm để sạc pin kết nối. Khi mà nó làm việc hết điện thì nó chạy vào cái trung tâm này nó sạc. Anh chị em cắm điện 220V đều được. Robot này về tay là 5 triệu thì miền Nam, bao ship trên toàn quốc. Chổi thay thế phụ kiện đầy đủ, hàng khui hộp. Tất cả cái dòng chạy qua cái adapter này thì nó là đều cắm điện 100V đến 240V nhé. Vì vậy lắp điện tại Việt Nam 220V thì rất là tiện để cô chú anh chị các bạn mua sắm. Giá về tay là 5 triệu, bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Kế tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang bên đây thì cô chú anh chị các bạn thấy là đây bán rất là nhiều các dòng đồng hồ đeo tay tối hiệu. Thì hôm nay tiệm này nó mới về được một chiếc đồng hồ bỏ túi để cô chú anh chị các bạn sưu tầm. Đây là một chiếc đồng hồ rất đẹp anh chị em nhé, giá rất tốt để các bác mua sắm. Một chiếc đồng hồ bỏ túi còn rất sáng và đẹp, đặc biệt con này con đồng hồ của Thụy Sĩ anh chị em nhé, đồng hồ của Thụy Sĩ. Con này thì chạy pin thôi. Bây giờ nó đang ở vị trí dừng kim dây, tức là mình đang kéo ra để chỉnh giờ, đang test. Còn anh em nhấn vào thì bắt đầu đồng hồ sẽ hoạt động, chạy pin. Nhưng mà đồng hồ rất là đẹp nhé, đồng hồ của Thụy Sĩ, một con đồng hồ chất lượng cao của Thụy Sĩ, anh chị em có thể quan sát. Hàng đã qua sử dụng trong tình trạng rất đẹp, sáng đẹp, sáng và đẹp nhé. Size của nó thì cũng rất lớn, size của nó ước chừng khoảng 48cm, 48mm. Chrome vàng, nhìn sáng loáng và đẹp. Cái này thì đa số anh chị em chơi, anh chị em đeo nó vào cái túi quần, đeo vào cái đai đĩa đấy của quần đấy. Đây này, dây của nó cũng rất đẹp, dây như một sợi dây vàng. Đồng hồ Thụy Sĩ thì nó cũng làm phụ kiện nó rất là chắc chắn nha, ngay cả cái móc này cũng thế này, khi đã móc vào rồi thì rất khó để tuột ra nha. Đấy, rất là chi tiết và tỉ mỉ. Đồng hồ của Thụy Sĩ thì đã có nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Con này về tay là 3 triệu thì Việt Nam nhé, 3 triệu bao ship trên toàn quốc. Các bác nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Cái size này của nó thì mình đo được là 48mm nhé, 48mm. Nhìn rất là tinh tế, đơn giản và gọn nhẹ. 48mm, 4/8, size rất là lớn. 3 triệu là giá về tay nhé. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video, YouTube sẽ báo vào điện thoại để các bác xem được đầu tiên. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.